ta bắt đầu cuộc họp đầu tuần thì anh sẽ cho quay là các cái nội dung cuộc họp và sau này gửi lại cho các bạn xem lại. Ví dụ như bạn nào đi ký hợp đồng, bạn nào vắng có thể xem lại nội dung để tránh trường hợp chúng ta là người nắm được người không. Cuộc họp hôm nay thì chúng ta chỉ còn một tuần nữa là kết thúc tháng 8 dương lịch thì chúng ta sang tháng 9 sắp đến với quý cuối cùng là quý cuối năm. Nên đây là chúng ta sẽ có rất nhiều công việc phải làm trong cái dịp cuối năm này, từ việc tri ân những khách hàng cũ đến việc tổng kết những cái hợp đồng trong năm và đến những cái chiến lược để chúng ta chuẩn bị cho công việc đầu năm. Bởi vì nếu chúng ta mà không có những cái chiến lược dài hạn thì các bạn thấy rằng qua Tết chúng ta còn chơi dài. Đấy, thế nên là chúng ta phải có những cái chiến lược để chuẩn bị cho các công việc của đầu năm sao cho nó thuận lợi, ra Tết một cái là chúng ta bắt tay vào làm việc luôn. Đầu tiên, đây chính là cái phần nhận xét chung về cái tình hình dịch bệnh chúng ta đang được kiểm soát rất là tốt, nhưng chúng ta lại không được lơ là. Không được lơ là, đây anh thấy các bạn là nghe tin Covid giảm một cái là tháo hết khẩu trang rồi. Đấy, nên chúng ta phải luôn đảm bảo duy trì khi mà đến chỗ đông người, đi chợ, đi búa, đi siêu thị, đi xem phim là chúng ta phải đeo khẩu trang vào, rửa tay sát khuẩn vào. Để tránh cái trường hợp mà bị một người bị một cái là công ty chúng ta là bị bế đi cách ly ngay. Thì cái vấn đề đầu anh đã nói đấy chính là cái phòng trong cái dịch bệnh Covid, phòng thì anh đã nhắc nhở các bạn rất nhiều rồi. Lúc nào trong tay mình cũng phải có khẩu trang thứ. Còn về chống ở đây thì chúng ta có cái biện pháp về lâu dài. Đấy, tức là chúng ta sẽ phải đối mặt với lại nền suy thoái toàn cầu vào trong năm sau. Trong năm sau các bạn nhìn ở đấy nó đơn giản nhưng mà nó sẽ rất là phức tạp, bởi vì là cái lượng tiền khi mà hao hụt nợ công nó tăng cao thì chúng ta sẽ phải đối mặt với rất nhiều vấn đề. Như các công ty khác thì gần như người ta điêu đứng, người ta chết hết, nhưng những công ty về xuất nhập khẩu là người ta đã đến cái việc thoi thóp rồi. Ngay ở công ty bên cạnh này, chúng ta biết là cái văn phòng rộng hơn 130 m2, xuất nhập khẩu đợt này chết, và bây giờ giảm từ lượng nhân sự bây giờ chỉ còn 3 người ngồi nguyên một cái văn phòng, thì còn 3 người không biết là khi nào có thể hồi được. Đấy là những công ty mà chúng ta có thể thấy được. Còn lại may mắn cho chúng ta là cái lĩnh vực của chúng ta là vẫn còn cái công việc. Đấy, bởi vì là chúng ta chỉ tập trung vào khách hàng trong nước thôi, chứ không phải là làm việc với các đối tác bên nước ngoài. Đấy, nên là chúng ta vẫn phải có những cái chiến lược nhìn xa hơn, nhìn ra hơn để chúng ta đón đầu, để tránh cái việc mà nó đến gặp bất ngờ là chúng ta không có cái phương pháp đối phó. Trong 2 tuần trở lại đây thì chúng ta thấy rằng lượng công việc của chúng ta tăng lên rất lớn, đúng không? Đấy, tăng lên rất nhiều, trung bình mỗi ngày là từ 3 đến 5 hợp đồng. Ngày nào cũng có hợp đồng, ngày nào cũng có khách hàng gọi. Đấy, khi mà lượng hợp đồng nhiều thì chúng ta vui bởi vì là chúng ta có thêm cái công việc. Tuy nhiên bên cạnh đấy là cái nỗi lo để làm sao xử lý nó không bị chậm hợp đồng. Thì trong ngày hôm nay thì chúng ta sẽ làm việc để xử lý cái việc mà tránh việc chậm hợp đồng. Các bạn phải để ý là phòng kinh doanh là một trong những phòng quan trọng ở trong công ty chúng ta. Thì sắp tới anh sẽ có cái hướng phát triển phòng kinh doanh đi theo hướng riêng. Đấy, mà chắc chắn là muốn bao nhiêu hợp đồng thì sẽ đạt được bao nhiêu hợp đồng. Đấy là cái định hướng riêng của phòng kinh doanh, bởi vì cái định hướng của mình hiện tại đang là phụ thuộc vào khách hàng gọi đến. Đấy, còn là sắp tới chúng ta sẽ đi khai thác khách hàng, khai thác ở trên rất nhiều những cái phương diện, data khách hàng rồi là các mối quan hệ. Và đặc biệt một cái là lâu nay chúng ta chưa đi vào cái hình thức là gì, chăm sóc khách hàng cũ. Đấy là cái mà chúng ta làm nó còn rất kém. Hầu hết như chúng ta là đang đi khai thác khách hàng mới, mà khai thác khách hàng mới các bạn biết là gì, chúng ta tốn rất nhiều tiền, tốn tiền cho việc quảng cáo, tốn tiền cho việc quay phát, rồi tốn tiền cho tất cả các kênh của chúng ta. Nhưng chúng ta lại quên mất rằng một cái là gì, là khách hàng cũ chính là cái người mà truyền thông cho chúng ta. Đấy, chính là những người quảng bá cho chúng ta. Các bạn chỉ cần thiết kế cho một nhà đẹp ở trong làng thôi là cả làng đấy người ta sẽ biết đến mình ngay. Cả nguyên một làng các bạn có vài nghìn hộ dân là chuyện bình thường. Và người ta cứ truyền miệng nhau từ làng này qua làng khác. Vậy thì để làm sao mà cái khách hàng cũ đấy nhớ được lại chúng ta, thì đấy là vấn đề mà phòng kinh doanh chúng ta phải làm. Đấy, mà anh đã bật đèn xanh cho phòng kinh doanh rồi. Nhân dịp cuối năm, nhân dịp rằm, nhân dịp các ngày, các bọn em có thể gọi điện tặng quà đến thăm hỏi. Đến thăm hỏi. Đấy, mà các bạn phải xác định là gì? Khi ký được một hợp đồng thiết kế thì nó chính là một hợp đồng thi công chọn gói. Bởi vì sao? Bởi vì cái xu hướng của mình là thi công chọn gói, chứ không phải là xu hướng là thiết kế. Đấy. Thế nên là khi mà đã bắt tay ký một hợp đồng là các bạn phải hỏi xem là chủ nhà
cần thi công chọn gói hay không để chúng ta phân loại. Đấy, nếu chủ nhà nói là không thì chúng ta sẽ đưa sang một cái là chăm sóc khác. Đấy, chăm sóc khác tức là chúng ta vẫn hoàn toàn có thể đánh bật được, bởi vì chủ nhà tự thi công nó cũng giống hình thức là mình thi công thôi, hoàn toàn không khác nhau. Khác nhau ở đây là chủ nhà đang sợ là gì? Sợ mức giá, sợ giá cao, sợ vật liệu không đúng, sợ thợ. Những vấn đề đấy chúng ta hoàn toàn có thể xử lý được, do chúng ta không đạt cái chỉ tiêu là gì? Một hợp đồng thiết kế là phải xác định được chúng ta phải thi công được. Mà chắc chắn chúng ta chưa bao giờ nghĩ đến cái phương án là gì, chúng ta về tận nhà khách hàng để chúng ta tư vấn cho họ tại nhà, hay là để gặp trực tiếp khách hàng tại nhà. Bởi vì các bạn biết là gì, những người mà người ta có tuổi đi xây nhà ấy, là người ta là người mà không quen để sử dụng Zalo. Cái việc mà nhắn tin với lại một người lạ không biết mặt mũi họ là ai, không biết họ sinh sống ở đâu, thì làm sao họ dám đặt một ngôi nhà tâm huyết đi kiếm tiền cả đời để giao cho chúng ta được, đúng không? Các bạn thấy có đúng không? Làm sao mà dám giao kiếm tiền cả đời có 1-2 tỷ đồng để xây một căn nhà? Một đời người chúng ta ở quê chúng ta mới xây được một căn nhà, thì làm sao có thể giao cho một người mà chưa bao giờ biết mặt, mà trong khi đấy có tận mười mấy người. Đến cái tên mà mình người đang phụ trách thiết kế họ không nhớ, thì làm sao dám giao cho mình? Chẳng qua là cái uy tín của mình nó đang lớn, là một công ty lớn thì người ta đang có những người người ta đặt niềm tin, còn là cái cách tư vấn của chúng ta nó chưa được phù hợp, và cái chế độ chăm sóc của chúng ta nó chưa được đúng. Đấy, nó chưa được đúng. Khi chúng ta đã thiết kế rất tốt rồi thì chúng ta phải định hướng nó sang ký hợp đồng thi công chọn gói ngay. Ký hợp đồng thi công chọn gói ngay. Và một cái vấn đề mà nó đang tồn tại đấy chính là cái giá thành. Giá thành nó lại quay trở lại cái bài toán là gì các bạn biết không? Là thiết kế. Chung quy lại thì nó đang là một cái vòng tròn. Muốn ký được hợp đồng thi công thì nó liên quan đến giá thành. Giá thành nó lại liên quan đến thiết kế. Đấy, thế thì bài toán đầu tiên chúng ta phải xử lý là gì? Là cái thiết kế chúng ta nó phải đúng. Đấy. Nó phải đúng và đủ. Thì sau đấy các bạn bên phòng thi công, bên phòng chăm sóc khách hàng, bên phòng dự toán thì các bạn mới làm cái bước thứ hai, là bước có thể về trực tiếp với khách hàng. Đấy. Về trao đổi trực tiếp là chú ơi, chú cần sử dụng vật liệu loại gì? Các bạn thiết kế như thế này, mặt bằng phối cảnh như thế này, chú đã đồng ý chưa? Thì theo cháu đóng bóc sơ bộ là với cái mức chi phí như thế này nó sẽ lên 1.2 tỷ. Nhà chú có tầm, có cần cân đối sử dụng bao nhiêu tiền hay không? Ví dụ như chú nói là chú chỉ có 900 triệu thì cháu sẽ tư vấn cho chú là sẽ loại bỏ bớt cái phương án mái Thái đi, chuyển sang mái Nhật, diện tích co lại, các vật liệu khác giảm đi. Thì khi mà mình đến gặp tiếp xúc với họ tại nhà thì họ bảo đây là một công ty nó đúng nghĩa là một công ty nó chăm sóc với mình đến như vậy, thì rõ ràng là họ sẽ đặt niềm tin với mình, họ sẽ đặt tiền ngay cho mình. Đấy, các bạn hiểu không? Tức là lâu nay chúng ta, các bạn nhìn vào cái tỷ lệ các công ty khác, người ta không ký được nhiều đến như mình, không ký được nhiều như mình đâu. Mình ký được 100 hợp đồng, trong khi đấy mình ký được mỗi bao nhiêu? 5 hợp đồng thi công chọn gói. Đấy là cái thất bại của chúng ta. Mặc dù hợp đồng chúng ta rất nhiều, nhưng chúng ta đang bị theo một cái là gì? Chúng ta tập trung với khai thác cái mới nhiều quá và quên những cái cũ, quên những khách hàng cũ. Đấy là cái mà anh sẽ thay đổi trong cái thời gian sắp tới. Chúng ta sẽ tập trung khai thác lại khách hàng cũ. Anh sẽ có một khoản ngân khố, ngân sách để chi trả cho cái việc chúng ta quay trở lại khách hàng cũ, chúng ta đến tận nhà khách hàng cũ, chúng ta đến, chúng ta chăm sóc, chúng ta tặng quà. Tất cả các công trình chúng ta đã thiết kế rồi, hoàn toàn chúng ta có thể đến đấy và đặt biển bảng ở đấy. Đấy, khách hàng người ta rất vui đặt biển bảng, có hotline, có hình mẫu của họ, đúng không? Tại sao chúng ta không làm biến một cái căn nhà chúng ta đã thiết kế là nơi tư vấn cho mình, là nơi tư vấn cho mình. Còn về công việc như anh phân công ấy, thì có thể là chia riêng từng hợp đồng, có thể hợp đồng này làm, có thể hợp đồng như làm. Nhưng mà trước khi làm thì anh yêu cầu một là từ phòng kinh doanh đến phòng bộ kỹ thuật để xác định xem hợp đồng có làm có phép hay không. Được không? Việc đấy làm được không? Đấy, hỏi xem là người ta có làm có phép hay không để chúng ta phân loại ra. Chứ không phải là chúng ta làm xong chúng ta mới quay ngứa người cho khách mà yêu cầu cho anh một bộ cấp phép. Chúng ta có thể sàng lọc ngay từ đầu, xem là có làm cấp phép hay không, để riêng ra một bên phụ trách nhân viên dưới, phụ trách lấy các thông tin. Như ý kiến của Phương cũng rất là đúng, yêu cầu khách hàng xem là cái độ loe, độ đua ra như thế, độ chiều cao
là cứ thế mình thiết kế thôi mà. Và mình cũng ép chủ nhà luôn là bọn em thiết kế theo đúng cấp phép, chứ còn sau này ảnh hưởng gì bọn em không chịu trách nhiệm. Thì mình cũng không phải nhất thiết tự bay bổng quá, đúng không? Thì cái việc đấy làm được đúng không? Thì nó sẽ rút bớt thời gian cho các bạn khác đi, đỡ lên gánh nặng các bạn khác. Mình chỉ hỏi thêm một câu đấy thôi. Còn khi khách hàng mà nói rằng là gì, lúc đầu không cần cấp phép, lúc sau cần cấp phép là mình sẽ tính thêm tiền. Vấn đề đấy là chuyển sang phòng kế toán người ta làm việc. Bởi vì khách hàng đã chốt là không cần cấp phép, nhưng lúc sau cần cấp phép thì bắt buộc là tôi không sửa. Còn nếu mà không thì chỉ lấy y nguyên bộ sơ đây để cấp phép thôi, đúng không? Đấy, còn lại hai anh em là không còn vấn đề gì sinh binh nữa nha. Này cũng không mấy vấn đề. Có ý kiến một tí là hôm qua em thấy là cái câu chuyện giữa chị Nguyên với Yến thì rất là mất thời gian. Thì cái vấn đề là gì? Cái cửa 24 và 25 mà bác vẽ lại 3D. Điều chỉnh lại 3D thì để cho bộ kỹ thuật còn làm nó tốt. Thì em thấy là cái vấn đề này thì cái nhất là nhà này chị Nguyên làm mặt bằng mà chị Nguyên đi 3D luôn, và thông số cửa là chúng ta đã chốt cái thông trước rồi. Giờ người ta cửa là 1.5, cái cửa chính là 22.4, mà cái nhà này nó đang làm thấp, giờ người ta để cửa lên 27. Lúc để em có đề bộ chắc là em sửa luôn, nhưng mà sửa xong nó rất phát 3D rất là nhiều, vì cái cửa hiện tại nó đang gần sát đến vào rồi. Cái đấy thì chúng ta sẽ tư hỗ trợ nhau cho vấn đề nội bộ. Tức là chúng ta sẽ tư vấn với khách để sau này báo lại bạn đang phụ trách vào ban kia để sửa đổi thôi. Nó không có cái gì to tát cả. Tức là cái nữa anh thấy là gì? Là nhiều bạn, ví dụ như các bạn bộ kỹ thuật đang chê các bạn phước cảnh. Đấy, các bạn phước cảnh thì lại chê các bạn mặt bằng. À, nó là có những cái vấn đề. Đấy là các ông nội thất, các ông phải chê hết là thì thua. Ông tiện đây, có cái ý kiến như này. Về cái công việc giữa mặt bằng bộ kỹ thuật với cả 3D thì cái này cũng không ảnh hưởng trực tiếp đến phòng em, nhưng mà nó ảnh hưởng gián tiếp, nên em có ý kiến này. Thì 3D đây ý kiến với cả Trung luôn. Trung rồi, phòng Trung. 3D sau khi dựng 3D xong phải khớp với mặt bằng. Khớp xong rồi chuyển qua bộ kỹ thuật, tại vì cái liên quan trực tiếp đến tiến độ của bộ kỹ thuật, liên quan trực tiếp đến tiến độ của kỹ thuật thì liên quan gián tiếp đến tiến độ của phòng kết cấu. Mà cái này cũng liên quan đến cái chất lượng công việc. Chứ mặt bằng một kiểu xong dựng lên một kiểu xong lại vứt sang bổ để cân thì không biết là cân bao giờ xong xong. Đây là nên nói đến ai thì người đấy sẽ hiểu và cân lại cho nó chuẩn làm việc, phải nó có trách nhiệm. Xong mất công tự nhiên là một ông mặt bằng thì bỏ ra mấy ngày chốt với khách thế này thế kia, xong rồi 3D ông dựng lên là chẳng liên quan gì cả. Nó đã thành ra rất là dở, và khách người ta chỉ biết khi nhìn 3D thôi chứ không biết khi nhìn mặt bằng. Thế ra là từ một cái mặt bằng khác hẳn lại lên một cái phối cảnh khác hẳn. Anh nghĩ là mình đang thiếu một cái gì, cái máy chiếu là mình chiếu cái phần đấy lên. Ví dụ như bạn nào sai ở đâu hay là phòng ban khác nhận đấy sai ở đâu thì chúng ta không nói chuyện trực tiếp được, thì chúng ta sẽ đưa vào trong phòng họp, các bạn sẽ chiếu lên để nhìn thấy cái lỗi đấy, để các bạn ở dưới không bao giờ bị vướng phải nữa. Em ở công đoạn sau em nhìn thấy rất nhiều vấn đề, câu chuyện là làm bắt đầu từ nhanh ấy, nhưng mà có khớp lại mặt bằng nó từ chắc là phải từ đã 2 tháng nay nhỉ, hầu như không khớp lại mặt bằng, chuyển qua chỉ thì dựng chuyển một file mặt bằng riêng, một file 3D riêng thì bố em ngồi cân được mãi. Cái này thì nó nói về lỗi thì không thể nói là lỗi 3D được, bởi vì nếu các bạn mà ở trong 3D thực chất là gì, là cái mà chủ nhà nhìn được ngay. Nhiều khi các bạn hình dung là gì, công vẽ mặt bằng vuông thì phải cho tôi cái hình 3D nó vuông, không phải. Các bạn đã học kiến trúc rồi, các bạn biết rồi, đúng ra là 3D và mặt bằng nó phải tương tác với nhau nhiều, phải sửa nhau nhiều. Nhưng mà cái ở đây đang bị lỗi là gì, chúng ta đã chốt mặt bằng thì chúng ta lại không sửa lại nữa. Cái đấy là cái sai. Đấy, là cái sai, bởi vì hình 3D lên, nếu mà lên giống mặt bằng thì nó tù lắm. Nó không có phào chỉ, nó không có những điểm nhấn nhá, nó không có những góc đẹp. Ông nào làm 3D chả không chọn cho mình những góc nào đẹp nhất để gen. Đố ông nào cứ chọn góc sau nhà đấy, không bao giờ chọn góc sau nhà để gen, bởi vì nó xấu thì gen làm gì.